Xe ô tô của bạn đã trang bị bình chữa cháy theo quy định của pháp luật khi đang lưu thông trên đường chưa? Nếu chưa thì hãy đặt ngay bình xịt chữa cháy mini, giúp dập nhanh, dập hết những đám cháy một cách dễ dàng. Chỉ cần ấn nhẹ nút là đám cháy sẽ được dập tắt nhanh chóng. Kích thước nhỏ gọn, linh động giúp dễ dàng vận chuyển trong cách đám cháy cũng như dễ dàng thao tác sử dụng khi xảy ra sự cố hỏa hoạn. Bình chữa cháy mini có thể dập được các đám cháy do xăng dầu, nệm mút, máy móc, chất lỏng gây ra. Ngoài ra sản phẩm còn được hỗ trợ giá treo để cố định trên tường hay các vách xe của ô tô. Điều này sẽ giúp ngang tầm dễ nhìn và dễ lấy hơn khi cần thiết. Quý khách yên tâm khi mua hàng, một đổi một nếu sản phẩm lỗi, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt chương trình giảm cho 100 khách hàng đầu tiên nhân dịp 19 năm thành lập công ty.